Cháu có mệt không? Dạ. Từ trước con đi thay cái bác ở núi hôm thứ tư đấy, thế xong rồi là con bị hôm sau thứ năm con bị chảy máu nhiều. Đây là hình cháu lúc bé này các bác nhé, xinh gái không? Đời gái rồi hả? Đấy. Đang bị tắc mũi à? Đấy, mũi 4 năm hôm nào thì thay cái bị mũi, nào thì gặp bác sĩ thay cái nút mũi. Thế chứ này. Cháu nó bị mấy năm rồi không? Cháu bị trong 2019. 2019. Con ngủ đấy, Chú con đi ngủ. vào các chú về chơi thăm Con con. sinh năm bao nhiêu hả ông? Gái ơi, hả? Nó sinh năm bao nhiêu? 2014. À, sinh 2014, năm 10 tuổi à? 10 tuổi đấy. Các Con chú là về. con là Chi hả? Đấy, vâng, các chú Chú về thăm đến thăm con. nhé, chú chào Chi nhá. Đấy, kìa con gái ơi. Đây, chú là chú Đấy, Hậu. ngồi Đây. đây không? Ơi, ngồi đây. Đây. À, cho ăn À, con cho con nước, con nước ở đây. nào. Đây đây đây, con uống sữa hoa quả này. Chú mua một ít Được, sữa cho được. con này. Con uống nước đấy, con uống nước. À đây. Chú là nhà Hảo Tâm. Đấy. Mẹ cháu bảo chú đến đây thăm cháu nhá. À, con bắt tay chú một cái này. À, con bắt tay chú nhá. À, chú vừa đến nào. Đấy, gái ơi, ăn nước. Cháu Ôi, trộm vía nhà tay con chắc chắn nhỉ. Đây đây, đó nước thì của con đây. vẫn thông minh lắm, nó chỉ có mới cái đầu chứ mũi. Bị từ 2019 là coi như là bị 5 năm rồi. Đấy, giờ cháu không nhìn thấy. À, Nó không nhìn ngoài thế thấy. này. Thế bác sĩ bảo là không chữa được nữa ông nhỉ? Cháu mổ đi mổ lại 10 lần. Thế bị lành hay là ác không? U lành. U lành à? U ác thì chắc cháu 10 lần phẫu thuật rồi. Rồi rồi. Phẫu thuật xong Rất rồi nhìn cắt dễ. không hết, còn cái trơn nó lại lên. Nhìn chân tay của cháu này đáng Vâng. yêu này cơ mà. Đấy. Nhà với ông không? Ngoan lắm đấy, đúng không? Vâng, cháu ngoan cháu. Bình thường mà trẻ con ngủ trưa gọi dậy nó khóc ầm Vâng. ầm. Cháu ngoan là bảo chú đến. Thế chú cho con ít sữa con uống nhá. Con À. À, con kiêng sữa. kiêng Con sữa đang uống thuốc con kiêng sữa. à? Hôm Cho, nào chú không con biết, hết chú uống xin thuốc. lỗi con. Thôi, thế được Hôm rồi. nào con hết uống thuốc thì Thế chú xin lỗi con, thế cho ông mang cho anh chị em của cháu nó uống. Vâng. Thế con biếu, chú biếu con 1 triệu chú đưa cho ông nhá. Ok, con đưa cháu cầm luôn cho chú À, nó quay. thế à? Đấy, đấy, khóa rồi, con chưa giơ tay, cháu À không nhìn đây, thấy đâu. chú biếu Giơ con tay tiền cháu, để con đây đây. mua cái gì con thích ăn cái Đấy. gì con bảo mẹ mua nhá. Vâng, con xin chú Đấy nhé. rồi. Hai chú đấy nhé. Đáng yêu quá. Vâng, con xin đấy. Hai Hai chú đúng rồi. Con có đau không? đau đấy, con thử uống thuốc nó giảm đau suốt đấy, nhưng mà đau là phải pha Thế này, mổ mà vẫn có không hết nhỉ? nút mũi thế là sưng cả rét rồi con này không phẫu thuật này chỗ sẹo đấy cái là nó rung rồi. à thế à. Thế còn chỗ này của con có đau không? Chỗ này Đau 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 đấy. đau hả? Ừ, sưng Tôi mũi. chết rồi, chết rồi, khổ quá nhìn nó thương thế. Cháu rất là thông minh lắm. Ơi. À, Khoa bên nhé. đâu? Con còn đi học không ở không? Không, không nhìn thấy ạ. À, không nhìn thấy gì. Không nhìn thấy luôn. Con không nhìn thấy gì hay nhìn mờ mờ thôi. Không nhìn thấy. Ừ. Từ năm 2023. À, từ đầu năm ngoái con Con không nhìn đi thấy gì. học được mấy con đi học được mấy tháng xong rồi con không nhìn thấy bắt À. đầu từ đầu năm 2023. Từ đầu Là thế. con nghỉ học. Bây giờ là con không nhìn thấy gì nữa rồi. À. Đâu dạ. Thế là con học đến hết lớp 4 là con nghỉ hả? Không đi được lớp Con 1. học mới bắt đầu học mấy tháng rồi lớp 1 Lớp 1. là con đã không nhìn thấy rồi. À. Chưa hết kỳ 1. Học Đi mấy tháng viện lớp đã. 1 là đã nghỉ rồi. Đi viện liên tục không học. Thế trên này trường này. Con chưa học để Vừa có mấy năm thế con mổ phẫu thuật Để 10 chú lần cầm tay cháu học con nhé. không sao. phải đi học Mấy năm Trộm phẫu thuật vía tay 10 lần chân đẹp thế này. nằm viện. Chú đeo cái gì Chú á? đeo găng tay, con thấy ai đeo găng tay bây giờ chưa? Đây Găng lắm tay đấy, đấy, mới đi kiểu nằm. găng tay ở bệnh viện ấy. Găng tay bệnh viện đúng rồi, con đi bệnh viện nhiều con biết hả? Viện ca, rồi viện Đức, rồi viện Nhi, Đây, chú đeo găng đông tay lắm. để bắt tay với con cho nó đảm bảo. Vậy. Ừ. Găng tay này có là cái cô lấy ra là con cứ ấy bỏ găng tay ở cái giường bên lên của con đeo thử.
Để cái lửa luôn. À, găng tay nó có cái bột để đi cho nó dễ, nó không bị mút đó. Thông minh nhỉ, cái con nhớ thông minh đấy. Và chú sờ tay con rất là đẹp nhé, tay con mát thật đấy. Thế con là bao nhiêu cân? Ừ, lại thở dài hả? Con mệt hả? Hay con có thở đúng Không? không? À, chú cất cốc không đổ ở giường nhé. À, ừ, để À, cốc chú này. để đây nhé. Ông Sao? ơi, À, tí tí nữa rửa cho con tay rửa ấy tay. hả? Tí nữa rửa tay ông lấy nha. Tí À, tí nữa. nữa, Tí tí nữa. nữa rửa. Thế mẹ đi làm là làm gì ông nhỉ? Vâng, nằm Mẹ ở con chỗ là tâm hiện nay là may. à, làm may à? May. À, thế là bây giờ hai mẹ con ở với nhau. Đấy, thế vất vả cho mẹ rồi. Cứ tháng đi bệnh viện một lần không? Tháng nào cũng đi bệnh viện. Tháng nào viện như này, tháng nào đi. Ôi giời. Hai tám mua lại đi Tức ra là đi. cháu phẫu thuật nhiều lần thì nó ảnh hưởng đến nội tiết, là đi đi tiểu nhiều nhưng cũng thuốc viện y. Chú là người rất là thương cháu Đang hỏi tên thì không biết đấy, chú tên. tên là Hậu. Mẹ cháu có gọi điện cho chú thì chú thấy thế chú thì đến đây thăm cháu. À, 28 cháu đã đi vào viện này. Con nói chuyện với cô chú tên là Đức ở trên live điện thoại xong rồi À, chú phải là hôm qua hay hôm nay chú ý với cả là Hà Tâm đến đây à hãy luôn chắc vai là kia à cháu có mệt không? chú ơi Dạ. từ từ trước con đi thay cái bác ở núi hôm thứ tư đấy thế Ờ. xong rồi là con bị hôm sau thứ năm con bị chảy máu nhiều Ồ. Thế thay cái bông ở mũi là chảy máu nhiều hả? vâng đấy cứ mấy hôm lại bị thay thì nó Nhưng mũi bị làm sao mà chảy nhiều thế không? tức là trước nó tràn vào cái mũi nó tràn mắt mắt À. thì mình thấy mũi nó bị tắc À. thế ra viên mũi trung ương phẫu thuật đấy thì phẫu thuật xong cứ chảy dịch Vâng. cứ phải đấy là phải ra viện Đức mua cái kia về thay nhiều bác sĩ để thay 3 4 hôm lại thay cái nút mũi đó Vâng. mới ra để cho dịch ra nó thấm vào đấy Vâng. nhiều lúc họ Thế xong mấy hôm nữa lại thay tiếp. đấy hoàn thế này Thế cứ thay mãi này. Thế có phẫu thuật nào để cho nó không 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 à? bệnh viện bệnh viện tai mũi họng xử lý rồi đấy chả Vâng. trước thì là tạch mũi Thế kiểu cái dịch nó ra nhiều quá không nhỉ? giờ nó ra dịch chảy dịch về nút Ông thế. ơi. Ơi ông đây ông đây ơi Ông ra khối thuốc rồi. ông pha thuốc rồi, ông pha giảm đau rồi. Ông khuấy thuốc rồi. À, khua thuốc nha. À, là khuấy thuốc không? À, Nó khuấy để tan. cho nó tan hả? Này nó sủi nhanh lắm. À, sủi thì nó tan rồi cháu ạ. Rồi, sủi. Cái ngày nào cũng phải uống giảm đau này. Đau quá. Đau. Đây Con đau nhất là đau ở đầu hả? đau, đau, đau mũi. Ừ. Thế đêm con có ngủ được không? Có, nó mà có khó chịu đau thế này cũng giảm đau thì cháu hay ngủ. Con muốn uống buổi sáng với Ừ. buổi trưa xong chiều có được uống Chiều lại uống, ngày uống tối đa chỉ được 4 lần thôi. uống Uống được nhiều thế ba hại bốn gan lần lắm đấy. Rồi gan sáng này. trưa tối Có uống bổ gan vào chưa không? con lần Uống cái này phải con uống lên bổ gan cân vào. nhắc À ở đấy. bệnh viện đi xong Ừ. lần bộ thứ 10 xong chuyển ra bệnh viện đi Mà xong có thì chú nhắc cái cũng bác ấy cắt cho xong thuốc lam và đấy cho các nó cô sâu y để đỡ tá cho viết cháu thêm cái lạc nữa thế làm xong thuốc. rồi là con đau đầu quá thế xong đêm hôm ấy con không ngủ được thế xong rồi là đêm hôm ấy con ngủ con cứ chập chờn con tỉnh giấc mỗi Ừ. khi con tỉnh giấc Đau con ông lại bị đau chập đầu chờn. Cứ con tỉnh dậy con lại đau hả? Thế con lại phải uống. Đừng có uống nha không phải lúc À đây nào đây là chú. ông pha ngồi rồi Đợi tan rồi ông. nhé nhé đừng uống nhé À, con có cầm là đáp cốc. ứng Vâng. đi chú xem nào đấy, con uống siêu Đây lạc con lắm giỏi lắm. cái Đây đồ cầm một cái quai đây đây chú. à tí À nữa tí uống nữa. kiểu cứ 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 bảo là chưa hết ga luôn ra Ừ. không uống ngay Chân tay của con có đau không? Không, chỉ đau đầu thôi. Thế đi vệ sinh các thứ là có tự đi được không? đấy chỉ có đi ra đây quen lối đặt cho À, cái bô đấy à. thế này nhiều lúc ông vội không dám Thế có bị tè dầm riêng gì không? Có bị đi tè dầm không? thế dầm thì trở ra vào cháu nó ảnh hưởng cả đường nội tiết thì phải đóng bình À thế đấy. nên một phải đóng bình Ừ.
Cháu này chân tay mặt rất là, mặt cháu là nếu như không bị sưng này rất là đẹp đấy, Cháu chân yêu tay quá chưa? xinh gái. Thấy chưa? Dạ Cái tay sao mà phải đeo cái găng tay lại? à, chú đeo găng tay là bởi vì là À, nắng, nắng, đi đường nắng, chú đi đường nắng. Con có bỏ chăn ra đây không? Cái Bỏ găng chăn tay không? là màu gì á? Găng tay màu trắng con ạ, con nhìn thấy màu trắng không? Con nhìn thấy bây giờ chưa? Nhìn thấy cái găng tay Con này nhìn thấy ạ? rồi. À, nhìn thấy Con chưa? là Ngày trước nhìn con thấy. đi tái đao khăn găng tay Từ vào tháng hai 3, từ và năm ngoái tay năm nay sang là con một nhìn thấy. con Tháng buộc 3, buộc cái 2023. găng tay vào tay con Con này. nằm. Trước con đi học không Con biết chữ sờ vào không? cái găng tay này nó gì cái lúc ạ. Nhà cháu là có hai chị em ở không? Con À, là chú cậu. ơi, À, dạ. con Cháu là tên thành Chi. con vừa sờ vào cái găng tay con ra găng tay và thế sao mà con cởi ra con thấy gì nữa, con lại là bảo mà con cho con gái nước rửa tay. Rồi rồi. Đây là cháu lúc bé đây hả? Đấy đấy, thằng kia cũng 5 tuổi, Xinh gái nhỉ. bốn năm tuổi. Nhìn xinh gái kia. Đấy, hai mẹ con đấy, anh đâu có biết. Mấy giờ rồi? Bây giờ là 2:30 không ạ? Chưa, 2:30 hai giờ ba cháu. mươi Dạ. Con ra được ngoài từ lúc mấy giờ? Chưa, đang mở. Vẫn đang mở. Sao con không thấy má? Có. Chúng ta đang mở cửa. Ông già, ông tăng lên rồi ạ. Thường quá, không không biết phải làm gì với trường hợp này, cũng chỉ biết đến động viên tinh thần với gia đình thôi. Chú tên là Hậu. Chú tên là Hậu, Hậu. Chú tên là Hậu. Này em uống nước ạ. Cái là hậu á. Đúng rồi. Thế có một chú nữa à? Chú nữa tên là Phúc. Tên này về phố mẹ cháu. Con chú nữa À, con tên này tên về là phố mẹ Trần cháu. Hậu. Con tên là Khánh Chi đúng không? À, Ừ, chú con nhớ là rồi. tên Trần Hậu. Ông ơi, chú tên giống ông ấy. À Đúng thế à? rồi, chú tên giống ông đấy. Giống ông Thông luôn minh. à? Đúng rồi. Giống ông. Thương quá nhỉ. 28 này con lại đi khám hả? Lại thay cái gạc mũi hả? Mới đi thay hôm Làm thầy thứ thuốc hai xong à? con đi là con đi khám khám lại thôi. Có người cháu này có được bảo hiểm gì không? Có bảo hiểm À, bảo hiểm các thứ hết hả? bảo Chỉ hiểm có mà ví dụ mà đi mổ như là mình đi xin giấy chuyển tuyến, à. nhiều khi đấy, nhiều khi như cháu đang ở nhà như ông đi sắp rồi đó mà đau quá phải đi cấp cứu luôn thì được khoảng 40% thôi. Ôi rồi. Đúng rồi. Ê. Đau quá thì phải đi cấp cứu thì là không kịp xin giấy chuyển tuyến. Ôi, cháu tưởng cấp cứu là cứ đi đi thẳng vào bệnh viện đi, trường hợp cấp Đấy, cứu thì là ấy đấy. mà. Họ tính có được giảm từ Thế 40%. nhiều cái bất cập, tức là mình đã gọi là cấp cứu thì là vào cái viện nào là yên tâm nhất là vào rồi, gần nhất là vào. À đấy, đấy, đấy bác. À, đây. À còn cất kia mà đấy. À, con có cái két hay quá nhỉ? Ôi rồi. Trường Cái này có két mấy này cái két mẹ bí mật không? đấy hả? Có cái vào cái gối Đấy, tối rồi, con rồi, đưa rồi. cho mẹ. À, tối đưa cho mẹ à? Chiều về thì cho mình cho mẹ con. Cho con ở nước. À, đây nước Rửa đây tay đây. bằng tôi ông lấy nhé. Cả lúc con rửa tay bạn. À, nước rửa tay à? À đấy. Trộm vía cháu ngoan quá. Dạ. Sao À, chú đây? chứ có biết ông mẹ con vừa bảo chú đấy lên chơi với con nhưng mà con gọi cho chú à? Ừ, mẹ con gọi chú chơi với con đấy. Đúng rồi. Em chưa có biết số điện thoại của mẹ con là số bao nhiêu Có, con nhớ không? Con đọc chú xem không? đúng rồi. Chú Bỏ đọc chặn, đi. bỏ chặn không À, con? Bỏ chú đọc chặn đi không? Bỏ nhá. chặn đi. Rồi, chú đọc Bỏ số điện chặn thoại đi, mẹ bước con. chân. Rồi. Rồi. Nào, nào ông ngồi giúp cho con đường để đây cho rửa tay không? Chú Xong sẽ... chưa? Xong chưa? Xong chưa? Số điện thoại của mẹ con là 09. À, tí còn này rửa. Chú đọc 6 số cuối nhá, được không? Con nhớ lại số thoại của mẹ nhớ. Đọc hết đấy. Con đọc hết. 0979 này, đúng không? À, 621 này, Bảo Khánh đúng Chi đọc bên không? 80 mấy nhỉ? 80 mấy? 80 mấy?
Con nhớ không? À, 801 đúng không? 621 801 đúng không? À, lại một số nữa. Ơi. Đi vào. Đây đây đây. Chạy 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 chạy. Chân tay đẹp này. Đấy, trộm vía cháu bé. Chân tay rất là chắc. Nhưng cái này phẫu thuật mãi chẳng thấy đỡ thì ông nhỉ? Đấy. Cháu nó không như lúc đó chán rồi, cứ bảo thôi con. Vừa rồi đáng nhẽ này mổ thì cháu bảo mổ thì mổ lại vẫn thế ông ạ, lại nên thật sợ lắm. Cho con tí nữa. Ừ, hả? Uống nữa. Trộm vía cháu bé nhìn đáng yêu thế này. Chân tay rất đẹp. Đấy, hồi cháu còn nhỏ cũng rất là xinh. Này đáng nghe TikTok không? Nè. Chán này, không thích xem nha. TikTok nữa. Đấy, dịch cứ rơi ra hết rồi cứ thấm liên tục. Sao hả con? Chú đến đây từ lúc 2 giờ. Đấy. Ông vừa ra đi ông đón ông vào đây nữa không? Ok, ông là bây giờ ông cứ ở nhà trông cháu thôi hả? Đấy, chả đi làm gì đâu, để trông cháu hôm nay đi làm. Coi như là mất thêm một người trông đấy. Người trông. Đấy, hy vọng rằng là các bác sĩ có một cái phép màu nào đấy mà có họ nghiên cứu ra một cái phương án điều trị mới để chữa cho cháu nhỏ. Bên đây u lành tính thì cháu đỡ đau đầu, đỡ được cái gì cũng chảy nước. À, nó cứ đẩy u ra đúng không? Dịch còn dịch. Ồ, thế chứ. Nó mùa gia vị Đức, mùa hộp như thế này. Vâng. Chút cái hộp mùa viện là... À, gạc mũi đây hả? Ở đấy, đấy. Mùa viện thì chiều tư một chút mà đây mà 2.6. Vâng, đúng rồi, đặt thế. Sợ quá. 10 miếng 2.6. Đức, này ra Việt Đức một ơi. Thế có cái chú ở gần đấy thì chú cứ hay về đấy thăm cháu thì. Chú về chú mua hộ. Vâng. Về chơi cháu ơi, ok. Đây mẹ cho con có phân trời cháy cháy. À, để con nâu mắt rồi. Ừ. Ông đi lấy nhá. Đây là hình cháu lúc bé này các bác nhá. Xinh gái không? Đời gái ơi, hả? Đấy. Hồi nhỏ rất là xinh. Để con nâu à? Bây giờ thì... Vừa vào thấy trắng mà. Có ba cái màu vàng mà. Lại còn vàng. Đấy, cháu lại biết cái màu vàng à? À, vẫn nhìn mờ mờ hả? Ông bị biết rồi. À. Quay chốc đừng lên cao vào cái giấy khen này. YouTube họ cho mình ăn đòn đấy. YouTube nhiều cái buồn cười lắm. Cái to là cái vàng, à. Cái nhỏ là cái trắng, à. Cái đấy rửa con. Nó mất. Nó cái này cho nó khỏi rát. Này cho nó mềm. Đúng đó. Mới ngủ dậy nên là còn đang mệt, nó ngáy ngủ. Thôi ông ơi, anh em chúng cháu cũng qua thăm rồi thì trao ít quà, hy vọng là gia đình gọi là góp một chút tấm lòng với gia đình. Mong gia đình là cố gắng chăm sóc cháu nhỏ, thì cháu cũng sẽ vận động thêm các anh em để giúp đỡ gia đình nhiều hơn. Đấy, để cho cháu nó không may bị bệnh nhầm nhà thế các chú thì có... tấm nào người thăm cháu này cho cháu qua thì ông đại diện cho mẹ con nhà cháu, tôi xin cảm ơn. Vâng. Vâng. Chúc ông và mẹ cháu nhiều sức khỏe. Nay mẹ cháu thì gọi cháu nhưng mà lại không về được, đang đi may. Đang làm. Vâng. Vừa đến điện cho tôi và ông đón hai chú. Thôi cho cháu chào ông nhé. Vâng. Uống nước hả?
Vâng, anh em thôi cho anh em cháu đi tiếp với trường học nữa ở chỗ đấy. Con chào ba chú đi con. Chào con nhá. Đấy, chú không có găng tay. Đấy, đúng chưa? Rất sợ găng tay. Đúng không? Đi nhiều bệnh viện đã sợ găng tay. Rồi, con chào ông. Vâng, chào cháu. Đi nhá. Có sữa để ông tặng cho chị em nó uống vậy. Vâng. Cháu cũng không biết. Vâng. Cháu chào ông ạ. Uống hết thuốc thì cháu này. Vâng. Đấy, nhà rất là nhỏ ở vùng ven đô, nhà nhỏ này khó khăn quá, không đi làm thì lại không có tiền chữa bệnh đúng không, lại phải vớt một người trông. Cháu rửa nhà cái tay ông nhé. Vất vả. Rồi cháu xin phép ông nhé, cháu về đây ạ. Vâng ạ, cháu chào ông ạ. Cảm ơn nhé. Vâng ạ. Rồi, cháu tự đi này được rồi, không có đoạn thôi. Vâng. Vâng, vâng. Cái đường này ra chỗ để xe cũng gần thôi. Nên là thôi cháu cũng không cần ông phải đưa vì còn cháu nhỏ trong kia nó vừa ngủ dậy sợ nó khóc, không thấy ông gọi không được lại khóc.